Diễn biến thương mại toàn cầu năm 2025 trong bối cảnh có nhiều sự thay đổi sẽ có những tác động được cho là sẽ theo hướng thuận lợi cho nền kinh tế của Việt Nam. Và theo đó thì Việt Nam có thể tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng đẩy nhanh quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tạo thêm động lực cho tăng trưởng trong nước. Nhận định từ các chuyên gia từ Diễn đàn Đầu tư Việt Nam mới được tổ chức gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyên gia tại diễn đàn cho rằng năm 2024, Việt Nam sẽ giữ được đà tăng trưởng tích cực khi tăng trưởng GDP dự báo sẽ đạt mục tiêu đề ra trong năm nay. Trong năm 2025, việc Trung Quốc tung ra các gói hỗ trợ kích thích kinh tế mạnh mẽ hay các dự báo xu hướng nền kinh tế thế giới đang trong giai đoạn hạ cánh mềm, các chính sách nới lỏng tiền tệ đều sẽ có những tác động đến nền kinh tế Việt Nam. Mình hy vọng được rằng là với câu chuyện là bối cảnh toàn cầu hỗ trợ cho việc khai thông và những cái chính sách kinh tế tài khoá và tiền tệ bắt đầu thẩm thấu thì năm 2025 có thể một năm mà dùng từ khai thông được cho câu chuyện kinh tế Việt Nam. Và một cái nữa nó cũng là sự khai thông về pháp lý, bởi vì rõ ràng là chưa bao giờ chúng ta chứng kiến một cái giai đoạn mà xử lý về pháp lý tốt như hiện tại. Các chuyên gia cũng nhận định tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục được cải thiện nhờ hai động lực quan trọng là xuất nhập khẩu và đầu tư FDI. Để giữ tốc độ tăng trưởng cao những năm tiếp theo, việc thúc đẩy đưa vốn ra thị trường thông qua giải ngân đầu tư công và kích thích tiêu dùng nội địa là hai yếu tố sẽ tạo ra nhiều dư địa tăng trưởng. Phải tập trung nhiều hơn nữa vào kích cầu nội địa, làm sao để phát triển thị trường nội địa, kích thích tiêu dùng trong nước, kích thích đầu tư trong nước và tăng cường chi tiêu công, trong đó là có giải ngân đầu tư công, thì để là tạo nên là cái động lực mạnh mẽ hơn của kinh tế nội địa. Dự báo năm tới, các ngành công nghiệp chế biến chế tạo và bất động sản tiếp tục hưởng lợi từ dòng vốn FDI vào Việt Nam. Tính trong 10 tháng đầu năm nay, dòng vốn FDI thực hiện đã đạt con số gần 19,6 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi sẽ thấy là sẽ có các nhà đầu tư truyền thống và sẽ có những nhà đầu tư mới và một số nhà đầu tư nếu mà trong vòng 3 năm vừa rồi vì cái việc là họ có điều chỉnh danh mục của họ và bởi vì thị trường bất động sản của Trung Quốc đang có những cái dấu hiệu chững lại thì trên cơ sở đó những dòng vốn đó nó sẽ được dịch chuyển về thị trường của Việt Nam. Với nhiều yếu tố thuận lợi, các tổ chức và chuyên gia đều có cái nhìn lạc quan về bức tranh kinh tế Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt với những quyết tâm mạnh mẽ về cải cách thể chế, chính sách đột phá mà Quốc hội và Chính phủ đã đề ra. Thưa quý vị, tháng 10 thì kim ngạch xuất khẩu thủy sản của nước ta đã đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 31% so với cùng kỳ của năm ngoái. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, đây là lần đầu tiên sau 27 tháng kể từ tháng 6 năm 2022, xuất khẩu thủy sản theo tháng đã trở lại đạt mức 1 tỷ đô la Mỹ, một dấu mốc đáng mừng cho các doanh nghiệp thủy sản của Việt Nam. Và Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản là ba thị trường mà tiêu thụ hàng thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Tính đến hết tháng 10 năm nay, thì kim ngạch xuất khẩu thủy sản của nước ta đã đạt hơn 8 tỷ đô la Mỹ. Còn 2 tháng nữa, nếu mà mỗi tháng đạt 900 triệu đô la Mỹ, thì xuất khẩu thủy sản năm nay sẽ về đích là 10 tỷ đô la Mỹ. Yêu cầu các nền tảng mạng xã hội hạ clip, chặn tài khoản, thậm chí là xóa bỏ toàn bộ tài khoản do cá nhân và tổ chức lập ra. Đây là một trong nhiều giải pháp trong việc quản lý, việc ngăn chặn các quảng cáo sai sự thật được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra tại phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 vào sáng ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin về việc đầu tư, phát triển và nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trả lời trong sáng nay. Tại phiên chất vấn sáng nay, vấn đề về quảng cáo sai sự thật, quảng cáo trái thuần phong mỹ tục đã được nhiều đại biểu Quốc hội phản ánh. Các sản phẩm quảng cáo này đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Cử tri mong muốn Bộ trưởng nêu rõ hơn để cử tri được biết đâu là giải pháp cốt yếu để giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Và cũng đề nghị Bộ trưởng cho biết Bộ Thông tin Truyền thông thời gian qua đã làm hết trách nhiệm của mình về quản lý nhà nước về công tác này chưa? Hiện nay, tình trạng quảng cáo không đúng, gây hiểu nhầm, thậm chí có thể là lừa đảo bất hợp pháp, chủ yếu trên môi trường mạng và thường gắn với thương mại điện tử. Quảng cáo xuyên biên giới diễn ra rất là nhiều, gây tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức. Với trách nhiệm là tư lệnh ngành, xin Bộ trưởng cho biết thêm về giải pháp, tổ chức và triển khai thực hiện những giải pháp, những pháp luật này để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên. Trước đây là chúng ta có đưa cái thông tin sai sự thật, quảng cáo sai đưa cho các mạng xã hội, họ không hưởng ứng. Họ chỉ thực hiện là 10 cái thì họ thực hiện 1-2 cái thôi, tức là 10% đến 20
10%. Còn bây giờ là thực hiện rất nghiêm, trên 95%. Đã lệnh nhà nước là các nền tảng, kể cả xuyên biên giới phải thực hiện. Trước đây thì họ cứ mình đưa thì họ mới gỡ. Thế còn bây giờ này, nhà nước yêu cầu là ông quản cái mạng xã hội, ông phải phát triển các công cụ số, ông phải tự giả quét, ông phải tự hạ xuống. Cũng trong phiên chất vấn sáng nay, một trong những nội dung được các đại biểu chất vấn nhiều đó là việc phủ sóng vùng lõm mạng viễn thông, cũng như việc hỗ trợ chuyển đổi công nghệ sau khi tắt sóng 2G. Còn có 761 thôn chưa có băng rộng di động, trong đó thì có 124 thôn chưa có điện. Việc phủ sóng các thôn đã có điện thì cần có sự hỗ trợ của Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích. Và để sử dụng được quỹ này thì Bộ Thông tin và Truyền thông đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định hướng dẫn luật viễn thông về hoạt động viễn thông công ích và dự kiến trình chính phủ trong tháng 11 này. Như vậy, sau một năm Quốc hội ban hành luật viễn thông thì Bộ Thông tin Truyền thông vẫn chưa ban hành được nghị định hướng dẫn. Vậy xin hỏi Bộ trưởng cho biết nguyên nhân của sự chậm trễ này và lộ trình ban hành văn bản có như dự kiến hay không? Trong giai đoạn mà COVID, mặc dù là chưa có nghị định mới, chúng ta đã bằng cơ chế đặc biệt do Quốc hội cho phép và chúng ta đã phủ sóng được 2.500 cái thôn bản lõm sóng, hơn 700 cái vùng lõm sóng mới là do chúng ta gần đây phát hiện. Và tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới chắc cũng còn phát hiện thêm. Thì 750 cái 151 trạm này thì phải thực hiện theo quy định mới, theo cái luật viễn thông mới và nghị định mới. Thì Bộ Thông tin Truyền thông hiện nay là đang cố gắng hết sức mình để mà trong tháng 11, tháng 12 trong năm nay sẽ hoàn thiện được cái nghị định này. Về việc tắt sóng 2G vào ngày 15 tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết khi tắt sóng chỉ có 0,2% dân số là sử dụng các thiết bị di động 2G. Do vậy, sau khi tắt sóng, các nhà mạng cũng đã hỗ trợ để người dân chuyển sang sử dụng thiết bị di động 3G và 4G. Ngoài ra, việc phủ sóng di động các vùng lõm không chỉ dừng lại ở việc nghe gọi, mà bây giờ người dân ở khu vực đó phải vào được mạng Internet và tốc độ mạng thấp nhất phải là 40 Mbps trên giây. Chương trình sẽ tiếp tục với một số tin vắn mà chúng tôi vừa tổng hợp. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp và người dân nên cảnh giác với các thông tin sử dụng logo, tên của Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số và Amazon Global Selling Việt Nam để giả mạo chương trình thương mại điện tử xuyên quốc gia nhằm mục đích lừa đảo. Các đối tượng đã cố tình sử dụng logo, tên của Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Amazon Global Selling nhằm đưa các thông tin lừa đảo, dẫn dụ người dùng tham gia các hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp và người dân nên kiểm tra tính xác thực của tất cả các website, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thông qua chứng nhận đã thông báo Bộ Công Thương. Trong tháng 10 vừa qua, VinFast tiếp tục bán được hơn 11.000 chiếc ô tô điện, tăng trưởng 21% so với tháng trước. Tổng cộng lũy kế từ đầu năm đến nay, công ty này đã bàn giao ra thị trường hơn 51.000 xe ô tô điện các loại, ghi nhận là thương hiệu bán chạy nhất trong 10 tháng qua. Với lượng đơn đặt hàng đang chờ bàn giao cao, cùng năng lực sản xuất quy mô lớn, mạng lưới kinh doanh và trạm sạc liên tục mở rộng trên toàn quốc, hãng xe này kỳ vọng sẽ ngày càng gia tăng khoảng cách với các thương hiệu khác. Thặng dư thương mại của Trung Quốc đang tiến đến ngưỡng chưa từng có trong lịch sử với con số kỷ lục là 1.000 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024, theo phân tích của Bloomberg. Cụ thể là trong 10 tháng đầu năm thì thặng dư thương mại hàng hóa đã đạt 785 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với cùng kỳ của năm trước và là mức cao nhất trong lịch sử ghi nhận cho giai đoạn này. Điều đáng chú ý là con số này đang tiếp tục tăng nhanh khi Bắc Kinh ngày càng phụ thuộc vào xuất khẩu để bù đắp cho nhu cầu nội địa suy yếu. Trong khi các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu, nhu cầu nhập khẩu lại bị kìm hãm bởi nhiều yếu tố, từ tốc độ tăng trưởng giảm sút đến xu hướng thay thế hàng ngoại bằng hàng nội địa. Các gói kích thích dành cho nền kinh tế số 2 thế giới đang tiếp tục là tâm điểm chú ý của các thị trường châu Á và toàn cầu, trong khi các chính sách của giới chức Trung Quốc được cho là sẽ cần thêm thời gian để phát huy được hiệu quả toàn diện, thì một số lĩnh vực kinh tế của nước này lại đang chứng kiến những tín hiệu tích cực, cho thấy kỳ vọng lớn ở các chính sách mới. Như mọi năm, ngày độc thân 11 tháng 11 luôn được xem là lễ hội mua sắm lớn nhất trong năm của ngành thương mại điện tử Trung Quốc. Trong khi cao điểm của lễ hội vẫn là ngày 11 tháng 11, thì các chương trình giảm giá và ưu đãi cũng đã được tung lên những nền tảng ngay từ ngày đầu tháng 10, cho phép người tiêu dùng có thêm nhiều thời gian và cơ hội lựa chọn sản phẩm ưng ý. Chiến lược thúc đẩy khuyến mại sớm của các nhà bán lẻ trực tuyến đã góp phần tạo ra sự hứng khởi cho người tiêu dùng, cũng như khiến cho lưu lượng giao dịch mua sắm trực tuyến tăng cao.
theo Liên đoàn Hậu cần và Mua hàng Trung Quốc. Chỉ số Logistics Thương mại Điện tử của nước này đã tăng nhẹ 0,6 điểm, chạm mức 115 điểm. Chỉ số phụ về tổng khối lượng hoạt động cũng tăng lên mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Chỉ số Logistics Thương mại Điện tử phục hồi nhẹ cho thấy sự đi lên ổn định của hoạt động mua sắm trực tuyến nhờ vào kế hoạch nâng cấp đồ dùng thiết bị của người tiêu dùng ở quy mô lớn và các chương trình khuyến mại trợ giá với nhiều mặt hàng. Các hãng thương mại điện tử cũng ghi nhận những số liệu lạc quan như nền tảng Tmall thuộc Alibaba đã ghi nhận hơn 100 phòng livestream bán hàng trực tuyến đạt doanh thu từ 100 triệu nhân dân tệ trở lên, con số kỷ lục từ trước đến nay. Theo các chuyên gia, bên cạnh những chương trình khuyến mại hấp dẫn từ các đơn bán lẻ và nền tảng, người tiêu dùng còn được hưởng lợi từ chương trình trợ cấp tiêu dùng đang được chính quyền nhiều địa phương đưa ra. Lễ độc thân năm nay có một số đặc điểm thuận lợi, đó là các đợt khuyến mại dài và đặc biệt là trùng với thời gian diễn ra chương trình trợ giá, đổi đồ cũ lấy đồ mới của chính quyền, giúp hoạt động mua sắm trực tuyến bật tăng, đặc biệt là đồ điện tử gia dụng. Theo thống kê tính tới hết tháng 10, đồ điện tử gia dụng dẫn đầu trong số các mặt hàng được tiêu thụ trong dịp lễ độc thân, tiếp theo là thiết bị di động và sản phẩm thời trang. Những tín hiệu này được kỳ vọng là cơ sở để các hãng thương mại điện tử tiếp tục ghi nhận một mùa lễ độc thân thành công trong năm nay. Thông tin vừa rồi đã khép lại tài chính doanh trưa này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.